Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Năm đầu Darius, con trai Assyru, về dòng người Medi, đã được lập làm vua trị nước người Kandê. Đang năm đầu về triều người, ta, Daniel, bởi các sách, biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội cho mà tìm. Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi, Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã loạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặc về chúng tôi như ngày nay. Sự ấy bao trùm người Giuđa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặc thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã loạn nghịch cùng Ngài. Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên, sự rủa xả và thề nguyện chép trong luật pháp Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi, vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng các quan án đã đoán xét chúng tôi, mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi. Vì khắp dưới trời chẳng hề có tai vạ nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Cả tai vạ này đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se, mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chính chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ai-cập, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay. Còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu xin Chúa cứ mọi sự công bình Ngài, khiến cơn giận và thạnh nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn nguyện nài xin của kẻ tôi tớ Ngài. Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành đã được xưng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa, hãy dụ nghe. Hỡi Chúa, hãy tha thứ.
hỡi Chúa hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn, vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài. Ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy, ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta, đổ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy, hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước luộc ngập. Có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chương 27. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng: sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau, dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc. Quan hỏi rằng: có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng: các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay là Giê-xu gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.
song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Giêsu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Baraba. Phi-lát nói rằng: vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi: sáu người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha tên Baraba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giêsu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cái sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng: lạy vua của dân Giuđa. Họ nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giêsu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho ngài uống rượu trộn với mật đắng, song ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài, rồi họ ngồi đó mà canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án ngài rằng: người này là Giêsu, vua dân Giuđa. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng: ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng? Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: thật, người này là con Đức Chúa Trời. Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ hai con trai của Cbd. Đến chiều tối,
có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Magdalene và Mary khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chương 28. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, ngài sống lại rồi, như lời ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ ngài hay rằng ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy ngài, ấy ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: Mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân ngài và thờ lại ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê, lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy ngài thì thờ lại ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thi Thiên 106. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài? Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Tại Ai Cập, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa,
cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là biển đỏ. Dù vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở biển đỏ nó bèn khô, Ngài dẫn Israel đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ, chẳng còn lại một người. Bây giờ họ mới tin lời của Ngài, bèn hát ngợi khen Ngài. Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Trong trại quân, họ ganh ghét Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất hả ra nuốt Đa-than và lấp bọn A-bi-ram. Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, thờ lại trước mặt hình đúc. Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở bên biển đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi. Nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng? Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, không tin lời của Chúa, song nói lầm bầm trong trại mình, không nghe tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng, khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước và làm tán lạc họ trong các xứ. Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ ba anh Phê-ô, ăn của lễ cúng kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Bây giờ Phi-ne-a trỗi dậy đoán xét và ôn dịch bèn ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình, cho đến đời đời vô cùng. Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Meriba, nên vì cớ họ có tai họa xảy đến cho Môi-se. Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô ý. Họ không hủy diệt các dân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng tế ma quỷ, làm đổ huyết vô tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, lấy sự làm mình mà thông dâm. Nhưng đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài. Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình, Ngài phó họ vào tay các ngoại bang. Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ, kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta, họ bị phục dưới tay chúng nó. Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, và họ hèn mọn vì tội ác của họ. Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ, nhớ lại họ vì giao ước mình và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài. Ngài cũng làm cho họ được ơn bên những kẻ bắt họ làm phu tù. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Cả dân sự khá nói: Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài,
mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.